Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel tiếp theo của mình Thì ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách bắt cầu nghịch trên con TDC này nhá Ok anh em thì ngày hôm nay thì mình sẽ mang 10 củ đây Và bây giờ thì mình sẽ đánh một vài tay Rồi xem soi qua đường cầu kèo nào Đây 11 à rồi ok một. Rồi tiếng này thì mình sẽ đánh vào đây này Đấy ok nhá Rồi Anh em xem cách đánh của mình rồi anh em tham khảo và áp dụng trên TDTC thường rồi lặn nữa nhá rồi vậy là nó lại chạy theo cầu một, một anh em nhá rồi ok không sao tay được tay mất thì đó là chuyện bình thường đúng không anh em đấy quan trọng nhất thì làm sao quan trọng nhất là anh em tí nữa có phải có những cái tay những cái, những cái tay chốt hạ chốt lãi đúng không anh em rồi ok xem là 10 này 10 gì nào ok tiếng này thì có anh tiếp vào đây đánh ba củ đây đánh nghịch cầu đi đấy thì thường 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 những dạng cầu nghịch nghịch ít xảy ra những dạng thường thường những dạng cầu nghịch ít xảy ra nhưng nó sẽ xảy ra liên tục nó 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 sẽ xảy ra để đánh lừa tâm lý anh em em nên anh em chơi ở những dạng cầu này ok lại đã nha xem kết quả nào rồi chuẩn xác này. Anh em chơi ở những dạng cầu này anh em nên để ý. Để ý để tránh mất núa. Mất núa trên những dạng cầu này. Chúc anh em luôn chiến thắng. Chiến thắng trên TDTC trên đường trò chơi đường trò chơi Ok rồi mình sẽ xem tay là gì đây 10 10 thì đánh vào đây Ok ba củ này. đấy em xem kết quả nhá xem tay này nó có phải cả chuẩn xác là gì chuẩn xác là tài hay không nhá hiện tại bây giờ mình đang bắt những quả cầu nghịch anh em nhá nghịch cầu thì mình đánh nghịch thuận cầu thì mình đánh thuận ok hút ngay anh em thấy chưa vẫn cứ là ok vẫn cứ là tuyệt vời đúng không em rồi tiếp tục vòng quay được tiếp vòng quay nhá đấy và vừa rồi thì mình cũng đã chia sẻ cho anh em hướng dẫn cho anh em cách bắt cầu nghịch trên con TDC thì nửa chơi và link của con TDC thì nửa chơi thì mình để ở dưới phần mô tả anh em đam mê về những bộ môn thể thao này thì anh em ấn vào link và tải về và trải nghiệm nhá rồi ok tiếp tục nào tiếng này thì mình đánh tiếp vào đây đánh bao nhiêu đánh 7 lít vào đây nhá đấy anh em đánh thì anh em cứ phải bình tĩnh tự tin chiến thắng không phải là tay nào anh em cũng đánh to đâu anh em nhé đánh cứ từ từ đấy phải chia vốn ra đánh đánh ăn đâu là phải chắc đấy cảm thấy không ok thì có thể bỏ qua đấy nhá không được cay cú bất kể cái bộ môn nào chơi ở trên con TDC thì nửa chơi này đấy gãy thì mình làm lại nhá không được cay cú cay cú lóng vội mất khôn lóng vội là hỏng việc nhá ok và bây giờ thì anh em xem kết quả của tay này xem có phải chuẩn xác là tài không nhá rồi anh em đếm ngược thời gian và lặn cùng mình xem nào sáu năm bốn ba 2 một mở đầu anh em kết quả là gì đây có phải là tài không rồi Ok anh em vậy ra xỉu anh em ạ đấy anh em thấy chưa Đấy rồi nó lại về là gì nó lại về có thuận rồi nhá không phải lúc nào cũng là nghịch đâu đây mình nếu mà mình soi cái tiếng cầu này thì nó là gì nghịch cầu nhưng bây giờ lại chạy về thuận rồi Ok không sao mình sẽ đánh tiếp đúng không anh em thuận thì mình đánh thuận và nghịch thì mình sẽ nghịch nhá Đấy rồi 6 này à sáu này để mình xem nào hiện tại là sáu này thì khả năng cao nó sẽ đổ ở đổ ở đâu đổ ở xỉu đấy đánh một nít thôi anh em nhé một nít là đủ rồi đánh một củ thôi nhá bởi vì là hiện tại bây giờ cầu nó đang chạy theo cái chiều hướng là đang à, à, không phải là cầu một một dài đâu anh em nhé đấy không phải là cầu một một đấy mà hiện tại bây giờ mình đang bắt cái cầu hai một hai đây cầu trước đó là cầu hai hai thì cầu này mình lại bắt cái cầu hai một hai OK anh em, đôi khi anh em phải là để ý những dạng cầu đấy để anh em có thể biến hóa, có thể chuyển đổi để anh em có thể win ở trên con TC thì nửa chơi nhá. Đấy, bởi vì cầu của cái con TC thì nửa chơi này không phải lúc nào cũng là nghịch đâu anh em ạ. Đa phần nó sẽ là thuận là nhiều nhá. Anh em đánh anh em phải để ý những dạng cầu này. Và bây giờ thì kết quả trên tay này, anh em có thể chuẩn xác là xỉu hay không nhá? Kết quả là vậy ra tài rồi 652. OK, không sao. Rồi, tay được tay mất thì điều đấy là chuyện bình thường anh em nhá. Quan trọng nhất là gì? là anh em phải win. Đấy tí chốt đãi thì là ok. Rồi mình soi nào. 32, 323. Cái này cái gì đây? 8652. 652. Ok, 652 thì cầu nó đã thay đổi được anh em cầu đã thay đổi. Thế này đánh nhỏ ba cụ đây. Đấy anh em xem nhá xem kết quả xem có phải là tay này nó phải là ra tài không hiện tại mình đang bắt cầu hai một một hai cầu trước thì bắt cầu hai một hai nhưng mà nó cái ra cái quân một hai ba nó đã chuyển đổi cầu đấy thì cầu này mình bắt ngược lại là hai một một hai anh em nhá anh em xem kết quả xem có phải là hai một 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 hai không đấy rồi ok anh em cùng mình đếm ngược thời gian và nặng cùng mình nhá đó bởi vì những cái dạng cầu gì này em đánh em phải để ý kể cả, cả mình cũng thế thôi đánh những cái dạng cầu nghịch này đôi khi anh em cũng phải chấp nhận gãy một vài tay để xem cái dạng cầu như thế nào nhá rồi tay này là gì đây ok hút anh em nhá em thấy chưa đấy nếu như vừa đây đây có phải là nghịch không đúng không mình đang bắt cầu nghịch nhá nếu như tiếng trước thì có phải là đây tiếng trước là là hai nói chuyện này đã cầu vào là 212 một bởi vì nó ra cái cặp này cặp 123 đây cặp 123 đây đây cặp một hai ba là cặp uh, dây cặp liêng này đấy đáng ra đã đỗ ở cầu này nhưng mà nó không đỗ nhảy về cầu gì nhảy về cầu tài và cầu tài là cái cặp gì đây cặp 652 đúng không anh em đấy nếu anh em chơi mà anh không để ý những cặp này thì không thể là bắt được nhá rồi ok thì vừa rồi thì mình cũng đã hướng dẫn cho anh em cách bắt cầu nghịch trên con TDC rồi và bây giờ thì mình đã có lãi có lời thì mình xin phép tất cả anh em mình sẽ chốt lãi được cái này nhá xin chào và hẹn lại anh em ở những video tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại